Hồi thứ 36 Ngộ không xử đúng, muôn duyên phục, phá bỏ bảng môn, thấy trăng soi. Lại nói chuyện, tôn hành giả hạ mây xuống, nói cho sư phụ nghe chuyện Bồ Tát mượn tiểu đồng, lão quân thu bảo bối. Tam tạng tạ ơn mãi không thôi, quyết một lòng thành kính, quên mình sang phương Tây, rồi vị yên lên ngựa, trừ bắt giới gánh hành lý xa hòa thượng rất ngựa tôn hành giả cầm gậy sắt đi trước mở đường xuống núi thẳng tiến nói sao cho hết bao nỗi ăn gió nằm xương tắm mưa gội nắng thầy trò đi đã lâu lại thấy một ngọn núi chắn trước mặt tam tạng ngồi trên mình ngựa cất tiếng gọi đồ đệ này các con xem ngọn núi kia hình thế hiểm trở quá phải đề phòng cẩn thận sợ rằng lại có ma quái hãm hại hành giả nói sư phụ đừng lo nghĩ vẩn vơ chỉ cần giữ vững tinh thần tự nhiên sẽ được vô sự tam tạ hỏi đồ đệ này tây thiên sao mà khó đi thế ta nhớ từ ngày rời thành trường an dọc đường xuân qua hè tới u hết đông đến đã bốn năm năm rồi sao mãi vẫn chưa tới hành giả nghe nói vậy thì cười ha hả đáp còn lâu còn lâu vẫn chưa ra khỏi cổng đâu bát giới nói sư huynh đừng có nói phép, trên đời này làm gì có loại cổng nào như thế hành giả nói người anh em chúng ta vẫn còn đi loanh quanh ở trong nhà đấy sa tăng cười nói sư huynh đừng có nói khoác dọa bọn đệ làm gì có cái nhà nào to như thế cho dù có thì cũng không có chỗ nào để mua chiếc xả nhà cho vừa anh giả nói người anh em nếu theo như lão tôn nhìn thì trời xanh là mái ngói nhật nguyệt là cửa sổ tứ sơn ngũ nhạc là trụ cột trời đất chỉ như một tòa nhà lớn mà thôi. Bát giới nghe xong nói, Thôi thôi, chúng ta chỉ nên đi một lúc rồi về thôi. Hành giả nói, Đừng nói linh tinh nữa, chỉ cần đi theo lão tôn là được. Đại thánh cầm ngang cái gậy sắt, dẫn đường tăng mở đường núi, tiến thẳng về phía trước. Sư phụ ngồi trên mình ngựa nhìn ra xa, quả là một ngọn núi đẹp mấy thầy trò vừa đi vừa ngắm cảnh núi non chẳng mấy chốc vầng hồng đã ngả về tây sư phụ ngồi trên mình ngựa nhìn ra xa chỉ thấy trong thung lũng có lầu đài đền các trùng trùng điệp điệp bèn nói đồ đệ ơi bây giờ trời đã tối rồi may mà ở phía kia có lầu các cách đây không xa chắc là đền chùa gì đó chúng ta đến đó xin ngủ nhờ một đêm sáng mai đi tiếp hành giả nói sư phụ nói phải lắm nhưng đừng vội để con đi xem tốt xấu thế nào đã nói xong đại thánh nhảy lên không trung quan sát kỹ lưỡng quả nhiên là một ngôi chùa tôn đại thánh hạ mây xuống báo với tam tạng thưa sư phụ quả đúng là một ngôi chùa có thể ngủ nhờ được chúng ta đi thôi trưởng lão liền cho ngựa chạy thẳng một mạch đến tận bên ngoài cổng chùa hành giả hỏi thưa sư phụ đây là chùa gì tam tạ đáp vó ngựa của ta vừa mới dừng lại chân còn chưa chạm đất mà ngươi đã hỏi chùa gì thật chẳng có đạo lý gì hành giả nói thầy đi tu từ nhỏ chắc đã đọc nhiều sách nho mới có thể đi giảng kinh pháp lời văn phải trôi chảy thì sau đó mới được hưởng ân huệ của vua đường thế mà trên cửa có hàng chữ to thế kia lại không đọc được trường lão mắng cái con khỉ này nói năng chẳng suy nghĩ ta vừa mới giục ngựa chạy về hướng tây bị bóng mặt trời chiếu vào mắt hơn nữa cửa tuy có chữ nhưng bị bụi làm mờ đi cho nên ta không nhìn rõ hành giả nghe nói vậy liền cúi người xuống một cái, biến ra cao hơn hai trượng, lấy tay xoa hết bụi rồi nói: sư phụ mời xem. Trên cửa có năm chữ lớn là sắc kiến bảo lâm tự. hành giả thu lại pháp thân hỏi: sư phụ ai vào trong chùa hỏi xin ngủ chỗ? À? tam tạng đáp: để ta vào. các con mặt mũi xấu xí, nói năng thô lỗ tính nết ương bướng, nhớ ra xúc phạm đến tăng nhân trong chùa này. Họ không cho ngủ trọ thì lại thành ra hỏng việc. Hành giả nói, đã như vậy thì mời sư phụ vào đi. Trưởng lão bèn để đè gậy tích trưởng lại, bỏ chiếc mũ ra, chỉnh lại quần áo, chắp tay bước vào trong chùa. Chỉ thấy hai bên phía trong lan can quét sơn đỏ có hai bức tượng kim cương ngồi trên cao tượng đắp thật uy nghi đường bệ. Tam Tạng thấy thế, gật đầu thở dài nói. Nếu ở Đông Thổ cũng có người đắp tượng Bồ Tát lớn thế này, tháp hương thờ cúng, thì đệ tử này cũng không cần phải sang Tây Thiên. Đang than thở, thì đã vào đến tầng cửa thứ hai. Thấy có tượng của tứ đại thiên vương là Trí Quốc, Đa Văn, Tăng Trường, Quảng Mục, tượng trưng cho mưa thuận gió hòa ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Vào bên trong tầng cửa thứ hai, lại thấy bốn cây thông lớn. Cây nào cũng có tán lá rậm rạp như hình cái ô. Đường tăng ngẩng đầu lên thì thấy đã tới Đại Hùng Bảo Điện rồi. Trường lão bèn chắp tay quy y, khom người quỳ lại. Lại xong đứng lên, vòng qua Phật Đài, đi về phía cửa sau lại thấy một bức tượng Quan Âm phổ độ Nam Hải. Trên tường đều là tượng đủ các loại tôm, cá, cua, ba ba, thò đầu lộ đuôi, nhảy nhót nô đùa trên mặt sóng do thợ khéo đắp lên. Trưởng lão lại gật gù mấy lượt than thở mãi. Thật đáng tiếc, các loài có vẩy, có sừng đều biết lễ Phật, làm người sao lại không chịu tu hành chứ? đang lẩm bẩm chợt thấy từ trong tầng cửa thứ ba có một đạo nhân đi ra đạo nhân đó thấy tam tạng tướng mạo hiếm có phong thái thoát tục bèn rảo bước tới gần cúi chào rồi hỏi sư phụ từ đâu tới tam tạng thưa đệ tử là người ở đông thổ đại đường vâng mệnh nhà vua đi tây thiên lễ phật cầu kinh Hôm nay tới quý sứ thì trời đã tối. Muốn xin ngủ trọ một đêm. Đạo nhân nói. Sư phụ đừng trách. Chuyện này tôi không quyết định được. Tôi chỉ là đạo nhân quét dọn gõ chuông ở đây thôi. Bên trong còn có một vị lão sư phụ là quản gia. Để tôi vào bẩm với ngài ấy một tiếng. Nếu ngài ấy chịu nhận, tôi sẽ ra mời vào. Nếu không chịu nhận, thì tôi cũng không dám giữ tam tạng nói làm phiền ngài rồi đạo nhân kia vội vàng vào phòng phương trượng báo bẩm lão gia bên ngoài có một người tới vị tăng quan vội vàng đứng dậy thay quần áo đội mũ tỳ lư khoác áo cà sa mở cửa đón tiếp hỏi đạo nhân người ấy đâu đạo nhân lấy tay chỉ nói sau chính điện chẳng phải có một người kia sao? Tam tạng, đầu không đội mũ, mặc một chiếc áo đạt ma 25 mảnh, chân đi đôi giày đạt công lấm bùn ướt sũng, đang đứng dựa vào cửa sau. Tăng quan trông thấy, tức giận nói, Ngươi không hiểu phép tắc gì sao? Lẽ nào ngươi không biết ta là tăng quan? Chỉ có những bậc sĩ phu từ trong thành đến dân hương, ta mới ra đón tiếp cái loại hòa thượng này, sao ngươi dám thêm thắt đặt điều báo ta ra đón? Nhìn mặt mũi của hắn thế kia, chẳng phải là hạng người thành thật, chắc là loại sư vân du lang thang. Hôm nay trời tối, muốn xin ngủ nhờ. Phương trượng của chúng ta đâu có thể để hắn quấy dày. Bảo hắn ra hành lang đằng trước mà ngồi, báo với ta làm gì? Nói xong, liền quay người đi vào. Trưởng lão nghe xong, nước mắt lưng tròng nói Đáng tiếc, đáng tiếc Đệ tử ta xuất ra từ nhỏ, làm hoa thượng Chưa từng làm lễ ăn mặn sinh ý xấu Đọc kinh tức giận hỏng thiền tâm Cũng chưa từng ném gạch ngói làm hỏng điện Phật Bóp thép vàng trên mặt A-la Ôi thật đáng tiếc Không biết kiếp trước có xúc phạm trời đất không Mà khiến ta kiếp này chỉ toàn gặp người bất lương. Hòa thượng kia, ngài đã không cho chúng tôi ngủ cho ăn thì thôi. Tại sao lại nói những lời khinh bỉ như thế? Bảo chúng tôi ra hành lang đằng trước mà ngồi xuống. Những lời này không nói cho hành giả biết thì thôi. Nếu nói ra, con khỉ ấy xông vào nệm một gậy là nát mắt cá chân của ngài ra ngay. Nhưng thôi, thường có câu, con người lấy lễ nhạc làm đầu. Ta cứ vào hỏi ông ta một câu, xem ý ông ta thế nào. Sư phụ liền nhìn vết chân, theo ông ta vào phòng phương trưởng. Thấy vị tăng quan đó đã cởi quần áo, ngồi đó thở phi phò, không biết là đang đọc kinh hay viết sớ cho người nào. Chỉ thấy trên án có một chồng giấy tờ. Sư phụ không dám bước vào, chỉ đứng ở bậc cửa, cúi mình cất tiếng chào. Lão viện chủ đệ tử xin được hỏi thăm. Vị hòa thượng kia có ý không muốn để tam tạng vào bên trong quấy giày, chỉ hỏi một câu. Ngài từ đâu tới? Tam tạng đáp. Đệ tử là người ở đông thổ đại đường, vâng mệnh nhà vua đi Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Đi tới quý sứ thì trời đã tối, muốn xin ngủ trọ một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ đi ngay cúi mong lão viện chủ giúp cho. Vị tăng quan lúc đó mới đứng dậy hỏi. Ngài là đường Tam Tạng đấy à? Tam Tạng đáp. Không dám, chính là đệ tử. Tăng quan nói. Ngài đã sang Tây Thiên lấy kinh, sao lại không biết đường mà đi? Tam Tạng nói. Đệ tử chưa từng đi đường ở quý xứ bao giờ. Tăng quan nói cứ đi theo hướng Tây khoảng 4-5 dặm, có một nhà trọ tên là Tam Thập Lý. Trong nhà trọ có người bán cơm, ngủ trọ cũng tiện. Chỗ của tôi đây không tiện, không thể giữ các nhà sư từ phương xa tới. Tam Tạng chắp tay nói, Thưa viện chủ, cổ nhân có câu, đền chùa miếu mạo đều là trạm nghỉ của khách phương xa. Thấy cửa chùa là có ba thang gạo, thế mà ngài không cho chúng tôi ở lại sao tăng quan tức giận nói sao hỏa thượng ngươi nhiều lời thế tam tạng nói thế nào là nhiều lời tăng quan nói cổ nhân có câu hổ giữ vào trong thành nhà nhà đều đóng cửa tuy không ăn thịt người sau này cũng ô danh tam tạng nói sao lại sau này cũng ô danh tăng quan nói Năm ngoái, có mấy nhà sư hành khất đến ngồi trước cửa chùa này, là tôi thấy họ rét mướt, ai nấy đều quần áo rách rưới, chân không giày, đầu không mũ. Tôi thương hại họ, liền vội vàng mời vào phòng phương trượng, cho ngồi bên trên, khoản đãi cơm chay, lại cho mỗi người một bộ quần áo cũ, lưu họ ở lại mấy ngày. Không ngờ, họ thấy ở đây có cơm ăn áo mặc, không có ý rời đi, ở ly bảy tám năm liền, mà ở thì cũng đã đành, lại còn làm nhiều chuyện xấu xa nữa chứ. Tam tạng hỏi, có chuyện xấu xa gì? Tăng quan nói, ngài nghe tôi nói đây. Lúc rỗi trèo tường ném ngói, khi buồn nhổ đinh trên vách, trời lạnh bẻ xong cửa đốt lửa. Ngày hè tháo cửa xuống ngăn đường, vải phướn xé ra để buộc chân. Hương trầm trộm đổi lấy su hào, thường đổ hết dầu đèn lưu ly, cướp bát cướp nồi tranh thắng bại. Tam tạng nghe xong trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc, đệ tử ta có phải là hạng hòa thượng vô lại ấy đâu. Tam tạng muốn khóc, nhưng sợ lão hòa thượng trong chùa chê cười, đành lặng lặng lấy vạt áo lau nước mắt nuốt cơn giận xuống vội vàng đi ra ngoài gặp ba đồ đệ hành giả thấy nét mặt sư phụ có vẻ tức giận bèn bước tới hỏi sư phụ hòa thượng trong chùa đánh thầy à đường tăng đáp không đánh bát giới nói nhất định là có đánh rồi nếu không sao chung thầy có vẻ ấm ức thế kia hành giả hỏi họ mắng sư phụ à đường tăng đáp cũng không mắng hành giả nói đã không đánh cũng không mắng thì sư phụ buồn phiền cái gì lẽ nào là nhớ nhà ư đường tăng nói đồ đệ à ở đây họ không cho ngủ lại hành giả cười nói ở đây chắc hẳn là bọn đạo sĩ rồi đường tăng tức giận đáp trong quán mới có đạo sĩ trong chùa chỉ có hòa thượng thôi Hành giả nói: "Sư phụ vẫn chưa hiểu sao? Đã là hòa thượng thì cũng giống chúng ta, thường có câu đã ở dưới Phật hội đều là người có duyên, thầy tạm ngồi đây để con vào xem sao." Hành giả nên sửa lại vành kim cô trên đầu, thắt lại chiếc quần quanh eo, cầm gậy sắt đi thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện, chỉ tay vào ba pho tượng Phật nói: "Các ngài vốn chỉ là những pho tượng đất" sơn son thếp vàng bên trong lẽ nào lại không linh hồn sao lão tôn ta bảo vệ thánh tăng đại đường sang tây thiên bái phật cầu chân kinh tối nay tới đây xin ngủ nhờ hãy mau báo danh cho ta nếu không cho chúng ta ở lại ta sẽ nện cho một gậy vỡ tan mình vàng để các ngài trở lại nguyên hình bằng đất đấy đại thánh đang nổi cáu ở phía trước nói năng lung tung cho thấy một đạo nhân dân hương buổi tối, đang châm mấy nén hương cắm vào bát hương trước bàn thờ Phật. Bị hành giả quát một tiếng, sợ quá, ngã lăn ra đất, lồm cồm bò dậy, nhìn thấy mặt mũi hành giả, lại sợ quá, ngã lăn ra lần nữa, luống cuống, chạy vào phòng vương trượng báo. bẩm lão ra, bên ngoài có một hòa thượng tới. Vị tăng quan nói, nhà ngươi thật đáng đánh đòn, vừa nói xong là bảo họ ra hành lang đằng trước mà ngồi còn báo cái gì còn nói nữa sẽ đánh hai mươi roi đạo nhân nói bẩm lão gia hòa thượng này khác với hòa thượng kia trông xấu xí khác thường lắm tăng quan hỏi hình dạng thế nào đạo nhân đáp người này mắt tròn tai mỏng mặt đầy lông miệng như thiên lôi tay cầm một cây gậy sắt Nghiến răng khen kết Muốn tìm người để đánh đấy Tăng quan nói Để ta ra xem sao Ông ta vừa mở cửa Đã thấy hành giả xông vào Thật đúng là vô cùng xấu xí Mặt mũi chỗ lồi chỗ lõm Như mắt cá chân Hai con mắt vàng Một cái chán rô Răng nhọn chìa ra ngoài Giống như loài cua Thịt ở trong Xương ở ngoài Lão hòa thượng kia sợ quá vội vàng đóng cửa phòng phương trượng lại. Hành giả đuổi theo, đập vỡ cánh cửa, quát. Mau mau quét dọn một nghìn căn phòng sạch sẽ để lão tôn ngủ. Tăng quan trốn ở trong phòng, nói với đạo nhân. Chẳng trách hắn xấu xí thế, thì ra là vì nói phép khiến cho mặt mũi thành ra như vậy. Chỗ chúng ta đây gồm cả phòng phương trượng, phật điện, gác chuông, hai hành lang, tổng cộng cũng chưa đến 300 căn phòng. Hắn lại đòi những một nghìn căn phòng để ngủ thì lấy đâu ra? Đạo nhân nói, sư phụ ơi, con cũng sợ vỡ mặt rồi. Sư phụ ra mà trả lời ông ta thôi. Tăng quan kia run cầm cập, cất tiếng nói. Vị trưởng lão xin ngủ nhờ ơi, chỗ chúng tôi là nơi núi hoang vu bất tiện, không dám giữ các ngài xin các ngài tới nơi khác ngủ trọ đi hành giả biến cây gậy thành to như miệng bát cắm sừng sững giữa sân chùa rồi nói hòa thượng kia nếu không tiện thì ngươi dọn ra ngoài đi tăng nhân nói chúng ta ở chùa này từ nhỏ sư tổ truyền cho sư phụ sư phụ truyền đến đời ta ta còn tiếp tục truyền cho con cháu không biết hắn là người ở đâu lại lỗ mãng bắt chúng ta dọn đi. Đạo nhân nói: Lão già ơi, quả thật không nên chống đối đâu, dọn đi cũng được. Cây đoàn khiên kia đánh tới nơi rồi. Tăng quan nói: Người chớ nói bừa. Chúng ta cả già cả trẻ có tới bốn năm trăm hòa thượng, dọn đi đâu bây giờ? Có dọn đi cũng không có chỗ ở. Hành giả nghe thấy liền nói. Hòa thượng kia, không dọn thì cho một người ra đây đấu gậy. Lão hòa thượng bèn gọi. Đạo nhân, người ra đấu với hắn đi. Đạo nhân sợ hãi nói. Ông ơi, cây đòn khiêng to thế kia mà bảo con đi đấu sao? Lão hòa thượng nói. Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một sớm, sao ngươi lại không ra? Đạo nhân nói. Cây đoàn kia thì chưa cần nói tới chuyện đấu nó có đổ xuống cũng đè cho thịt nát xương tan rồi. Lão Hòa Thượng nói, cũng chẳng phải nói tới chuyện đè. Chỉ dựng ở giữa sân thế kia, đêm hôm đi lại, nếu không cẩn thận mà va vào thì cũng vỡ đầu. Đạo nhân nói, sư phụ, người cũng biết thế mà còn bắt con ra đấu gậy gì nữa. Nói rồi, liền đi vào phía trong. Anh giả nghe thấy liền nói, nếu ta mà không kìm được, một gậy vung lên đánh chết một mạng, sư phụ ta lại trách ta hành hung. Để ta tìm một thứ gì khác đánh cho ngươi xem. Đoạn ngẩng đầu lên, thấy ngoài cửa phòng phương trưởng có một con sư tử đá. Bèn vung gậy tới nệ bôm bốp một lát, đánh cho con sư tử nát vụn. Hòa thượng kia từ trong cửa sổ nhìn ra, sợ tới mức bùn rủn tay chân. Vội vàng trốn xuống dưới gậm giường đạo nhân thì chuồn ra cửa sau, mồm không ngừng kêu. Ông ơi, gậy nặng lắm, gậy nặng lắm, không đấu lại được đâu, cho họ ngủ thôi, cho họ ngủ thôi. Hành giả nói, hòa thượng kia, ta không đánh ngươi đâu, ta hỏi ngươi, trong chùa này có bao nhiêu hòa thượng? Tăng quan run rẩy đáp, cả trước cả sau có 285 phòng, tổng cộng có năm trăm hòa thượng có độ điệp, hành giả nói người mau đi gọi tất cả năm trăm hòa thượng ấy lại, mặc quần áo chỉnh tề ra đây đón sư vụ đường chiều của ta vào, thì ta tha không đánh ngươi tăng quan thưa, thưa ngài nếu không đánh thì bảo kiệu vào, tôi cũng xin kiệu. hành giả nói đi mau lên. tăng quan gọi đạo nhân ngươi đừng có nói là sợ vỡ mặt nữa. Cho dù có sợ vỡ tim thì cũng đi gọi ngay mọi người ra đây đón lão ra đường tăng vào. Đạo nhân kia chẳng còn cách nào, đành phải liêu mạng, nhưng không dám đi lối cửa, mà luồn qua lỗ chó ở đằng sau chui ra, đi lên chính điện. Phía đông gióng trống, phía tây khua chuông, chuông trống đồng loạt kêu vang, làm kinh động mọi tăng nhân già trẻ ở hai dãy hành lang. Mọi người đều lên điện nói, Giờ vẫn còn sớm, đã muộn đâu mà cua chuông gõ trống làm gì? Đạo nhân nói, mau mau thay quần áo, đứng xếp hàng theo lão sư vụ, ra ngoài cửa chùa, nghênh đoán lão ra bên đường chiều tới. Đám hòa thượng kia vội vàng chuẩn bị, xếp hàng ra ngoài cửa đoán tiếp người thì mặc áo cà sa, người thì mặc áo cánh, người không có thì mặc một chiếc áo nhà sư. Người thật sự nghèo, không có áo dài thì nối hai chiếc quần vào rồi khoác lên người. Hành giả thấy vậy liền hỏi. Hòa thượng kia, ngươi mặc loại quần áo gì vậy? Hòa thượng thấy hành giả xấu xí dữ tợn, bèn nói. Thưa ngài, xin đừng đánh, để tôi nói. Đây là những mảnh vải chúng tôi ăn xin ở trong thành. Ở đây không có thợ may, chúng tôi tự làm thành đồ mặc tạm. Hành giả nghe xong cười thầm, dẫn các nhà sư ra ngoài cửa quỳ xuống. Vị tăng quan kia dập đầu lớn tiếng nói. Đường lão ra, xin mời vào ngồi trong phòng phương trượng. Bát giới thấy vậy nói. Sư phụ không được việc rồi, Thầy đi vào thì nước mắt lưng tròng, ổ rũ vì bị chối từ. Còn sư huynh sao mà tài giỏi, bắt họ phải dập đầu đoán tiếp thế kiên. Tam Tạng nói, mặt giới con chẳng hiểu lễ nghĩa gì cả. Thường có câu, quỷ cũng sợ người ác đấy. Đường Tăng thấy mọi người dập đầu quỳ lại thì cũng ngại. Bèn bước tới nói, mời các vị đứng dậy mọi người dập đầu nói bẩm lão ra nếu ngài nói đỡ một tiếng với đồ đệ của ngài bảo đừng động đến cây đòn khiêng kia thì chúng tôi quỳ một tháng cũng được đường tăng gọi ngộ không đừng có đánh họ hành giả nói con có đánh đâu nếu đánh thì họ đã chết hết rồi những hòa thượng kia lúc đó mới đứng dậy người dắt ngựa kẻ gánh hành lý kiệu đường tăng cõng bát giới Dìu sa tăng cùng bước vào trong chùa đến phòng phương trưởng phía sau theo thứ tự ngồi xuống các hòa thượng lại cúi lạy tam tạng nói mời viện chủ đứng dậy không cần phải hành lễ nữa làm bần tăng ấy nấy lắm tôi và ngài đều là đệ tử Phật môn mà tăng quan nói lão gia là không sai thượng quốc tiểu hòa thượng này có lỗi không kịp đón tiếp nay đã đến nơi núi hoang này chỉ vì mắt tục không biết tôn nghi cùng lão gia không hẹn mà gặp xin hỏi lão gia dọc đường các ngài ăn chay hay ăn mặn để chúng tôi dễ bề chuẩn bị cơm nước tam tạng nói chúng tôi ăn chay tăng quan nói còn ngài đồ đệ này chắc ăn mặn hành giả nói chúng tôi cũng ăn chay đều ăn chay từ trong bụng mẹ hòa thượng kia nói trời ơi hung hán thế mà cũng ăn chay có một hòa thượng gan dạ bước tới gần hỏi các lão gia dùng cơm chay nhưng phải thổi bao nhiêu gạo mới đủ bát giới nói hòa thượng kia hỏi cái gì cả nhà phải thổi một thạch gạo hòa thượng kia sợ quá vội vàng đi cọ nồi vo gạo các phòng đi sửa soạn cơm nước, treo đèn sáng, sắp xếp bàn ghế, thết đãi đường tăng. Mấy thầy trò ăn xong bữa cơm tối, các hòa thượng lại vào dọn dẹp, tam tạ cảm tạ. Lão viện chủ đã làm phiền các ngài rồi. Tăng quan nói, không dám, không dám, thất lễ rồi, thất lễ rồi. Tam tạng hỏi, thầy trò chúng tôi ngủ ở đâu? Tăng quan nói, lão già chớ vội vàng để mấy vị tiểu hòa thượng thu xếp rồi cất tiếng gọi đạo nhân bên ấy có mấy người để sai bảo không đạo nhân đáp thưa sư phụ có ạ à? tăng quan dặn dò các ngươi sai hai người đi chuẩn bị cỏ cho ngựa của đường lão gia ăn mấy người ra đằng trước quét dọn sạch sẽ ba gian thiền đường trải đệm buông màn mau mời lão gia đi nghỉ đám đạo nhân kia vâng lệnh chia nhau ra đi chuẩn bị xong xuôi rồi liền mời đường lão gia đi nghỉ ngơi mấy thầy trò Rất ngựa cánh hành lý rời khỏi phòng phương trưởng đến trước cửa thiền đường nhìn xem đã thấy bên trong đèn nến sáng choang hai bên là bốn chiếc giường mây trải đệm anh giả thấy vậy lại gọi đạo nhân mang cỏ tới để bên trong thiền đường buộc con ngựa bạch lại rồi bảo đạo nhân đi ra hết. Tam tạng ngồi ở chính giữa, dưới ánh đèn, 500 hòa thượng chia làm hai hàng đứng hầu, không dám rời đi. Tam tạng nghiêng người nói, Các vị hãy về đi, để bần tăng nghỉ ngơi tự nhiên. Các hòa thượng vẫn không dám lui về. Vị tăng quan bước ra, dặn dò mọi người, phải hầu hạ lão gia ổn thỏa rồi mới được về. Tam Tạng nói, Thế này là ổn thỏa lắm rồi, xin mời về hết đi. Mọi người lúc ấy mới dám ra về. Đường Tăng cất bước ra ngoài, nhìn thấy trăng sáng bằng vặt giữa trời. Bèn gọi các đồ đệ, anh giả, bát giới, sa tăng ra đứng hầu Nhân thấy cảnh trăng thanh gió mát, một vầng trăng trên cao chiếu rọi mặt đất sáng sủa bao la. Sư phụ nhìn trăng cảm nhớ quê hương, đọc luôn một bài cổ phong. Thơ rằng, trăng sáng giữa trời như gương báu, cảnh sắc non sông thật rõ ràng, lầu quỳnh nhà ngọc tràn ánh sáng, gương băng mâm bạc khí trong lành, vạn dặm lúc này đều sáng tỏ, cả năm đêm nay thật rõ ràng, đục như sương mờ rời biển lớn, lại như băng tuyết treo trời xanh, khách lẻ buồn giàu nơi biệt quán, ông già nằm ngủ trốn sơn thôn. Vừa vào vườn hán sợ tóc thu, mới đến lầu tần đòi giáp muộn. Dĩu lượng có thơ truyền sử tấn, viên hoàng chẳng ngủ đầy thuyền chơi, sáng trên miệng chén lạnh vô lực. Trong đình rực rỡ có tiên nhân, trốn trốn song cửa đầy tuyết trắng, nhà nhà sân vườn chơi đàn băng, đêm nay tĩnh lặng nơi chùa núi ngày nào mới quay lại vườn xưa hành giả nghe vậy liền bước tới gần nói sư phụ à thầy chỉ biết nhìn trăng sáng tỏ lòng nhớ quê hương mà không biết được ý nghĩa của mặt trăng chính là chuẩn mực của tiên thiên pháp tượng mặt trăng đến ngày ba mươi hồn dương thuộc hành kim tán hết phách âm thuộc hành thủy tràn đầy vì vậy bầu trời đen sì không có ánh sáng nên gọi là hối lúc này mặt trăng và mặt trời giao nhau giữa ngày hối và ngày sóc mặt trăng cảm ánh sáng dương mà hình thành đến mùng ba một khí dương xuất hiện mùng tám hai khí dương sinh ra trong phách đã có nửa hồn mặt trăng phẳng như sợi thừng nên gọi là thượng huyền đến hôm nay là ngày rằm Ba khí dương đầy đủ, mặt trăng mới tròn, nên gọi là vọng. Sang ngày 16, một khí âm sinh ra. Ngày 22, hai khí âm sinh ra. Lúc này trong hồn đã có nửa phách, mặt trăng phẳng như sợi thần, nên gọi là hạ huyền. Đến ngày 30, ba khí âm đầy đủ, chính là hối. Đây là ý nghĩa tiên thiên chọn luyện vậy nếu chúng ta có thể tu dưỡng 2899 thành công, đến lúc ấy thấy Phật dễ dàng, trở về làng cũ cũng dễ thôi. Có thơ rằng, phía sau huyền trước, trước huyền sau, vị thuốc bình thường, khí tượng đủ, hái về đem luyện ở trong lò, trí tâm công quả tức Tây Thiên. Sư phụ nghe xong, sáng tỏ chân ngôn, trong lòng vui vẻ, cảm tạ ngộ không sa tăng ở bên cạnh cười nói lời này của sư huynh tuy đúng nhưng mới chỉ nói được huyền trước thuộc dương huyền sau thuộc âm trong âm có nửa dương được hành kim trong hành thủy mà chưa nói được thủy hỏa lẫn lộn đều có duyên đều nhờ mẹ đất phối tự nhiên ba nhà hội họp không tranh chấp nước ở sông dài trăng trên trời Trưởng lão nghe xong, Long càng sáng tỏ, thật là một khiếu sáng thông nghìn khiếu thông, nói hết không sinh ấy là tiên. Bát giới bước tới, nhíu lấy trưởng lão nói, sư phụ đừng nghe nói nhảm, lỡ cả giấc ngủ. Trăng này à, khuyết chẳng bao lâu rồi lại tròn, như con sinh ra chẳng vẹn toàn, ăn cơm hiểm nỗi bụng con lớn, cầm bát lại chê dính nước dãi người ta linh lợi mong phúc đến, còn đây ngốc nghếch tích chút duyên lấy kinh trả hết ba đường nghiệp, vẫy đuôi lắc đầu lại lên trời. Tam Tạng nói: Thôi, các đồ đệ đi đường vất vả, cứ đi ngủ trước đi. Ta còn phải niệm quyển kinh này một lát đã. Hành giả nói: Thầy xuất gia từ nhỏ làm hòa thượng, những kinh văn học từ nhỏ có quyển nào là chưa thuộc? lại vâng ý chỉ vua đường sang tây thiên bái phật cầu lấy đại thừa chân kinh đến nay công quả chưa thành phật chưa gặp được kinh chưa lấy được vậy thầy niệm quyển kinh gì tam tạng nói ta từ khi rời khỏi trường an sớm sớm lặn lội ngày ngày bôn ba những kinh văn lúc nhỏ sợ là quên mất đêm nay may được lúc nhàn rỗi ta phải ôn tập lại. Hành giả nói: nếu đã nói như vậy, thì chúng con đi ngủ trước đây. Ba người liền lên giường mây đi ngủ. Trưởng lão đóng cửa thiên đường lại, khêu cao ngọn đèn, mở quyển kinh, lẩm nhẩm tụng niệm. Thật đúng là trên lầu trống điểm người yên tĩnh, bến vắng thuyền trài, lửa tắt rồi. Cuối cùng, không biết trưởng lão rời khỏi chùa này như thế nào xin nghe hồi sau sẽ rõ